Xin chào mọi người. Một ngày cực kỳ tàn nhẫn, quá tàn nhẫn luôn. Hôm nay chiến thần ở rễ không ra, tu chân ra 3 líp luôn. Cuối cùng là 1 giờ rưỡi cắm đầu chuẩn bị dịch. Dịch sơ 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 cái chưa được một chương nữa. Chưa được một líp chứ, chưa được một líp nữa. Má ơi, cúp điện. Ở đường trước, dãy phố trước á, sập mà bật gốc mấy cây cổ thụ luôn. Cuối cùng là phải cúp điện. Nhà nước cúp điện, cơn mưa quá kinh. Từ đầu năm giờ cơn mưa này kinh khủng thật. Gió mà nó đẩy mà áp đẩy cửa không ra luôn. Sợ. Hôm nay chỉ ráng được một tiếp thôi nha. Còn để dồn ngày mai. Đúng ra có đó, mà không dịch kịp. Cao thủ tu chân Diệp Thiên, chương 4059 đến chương 4061. Diệt Thiên giờ phút này được ngọn lửa màu vàng bao trùm, mỗi một tế bào trên thân thể anh đều kích phát ra tiềm lực cực lớn. Tinh khí thần của anh tại lúc này cũng được huy động đến mức cực hạn, khí tức càng là vọt thẳng một đường cấp tốc tăng lên. Cả phiến thiên địa dường như phủ phục run rẩy dưới chân anh, cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này đều cảm thấy một cổ cảm giác áp bách cực kỳ khổng lồ đập thẳng vào mặt. Đây chính là Diệp Thiên lấy chân hỏa kỳ lân thiêu đốt tinh nguyên của bản thân, kích phát ra tiềm năng vô hạn của hình thái cuồng nộ. Diệp Thiên trước đây đã từng thôi động 2 lần. Lần thứ nhất là thời điểm đang cùng Thiên Luân đã bị ma hóa quyết đấu. Chính vì cưỡng ép vận dụng khiến cho tinh khí thần của anh khô kiệt, cuối cùng một lần nữa khôi phục dưới sự trợ giúp của tinh thể hạt nhân ở địa cầu mà Diệp Quỳnh Thương đã đưa cho anh. Mà lần thứ hai là tại bên trong tinh ngân chi nhãn khi quyết đấu với Đông Minh Dạ đã đạt tới thần phẩm nguyên anh. Chính là lần thứ hai này bởi vì anh tu thành phệ thiên trường sinh thể cho nên tác dụng phụ ít hơn vô số lần so với lần sử dụng thứ nhất, lại không còn nguy hiểm đối với sinh mệnh bản thể. Mà bây giờ hỗn độn chân lực của anh đã đạt tới đệ tam phẩm, phệ thiên trường sinh thể cũng gần như đã thành thục mà tu vi còn đạt tới thần phẩm nguyên anh. Lần nữa vận dụng tới hình thái cuồng nộ so với 2 lần trước đó, hiệu quả tất nhiên sẽ kinh khủng hơn rất nhiều. Một đạo tiếp đến một đạo lực lượng chấn động từ bên ngoài thân thể Diệp Thiên lan tràn phun ra, hóa thành luồng năng lượng cuồng mãnh như thủy triều phóng tới 4 phương 8 hướng. Chân võ trảm thần trận vốn là liên thông cùng lực lượng thần niệm của anh. Hiện nay lực lượng thần niệm tại dưới hình thái cuồng nộ gia trì đã lần nữa tăng vọt, đã đạt tới cảnh giới nhập đạo viên mãn, thẳng bước tới tu pháp cảnh sơ kỳ. Uy lực của chân võ trảm thành trận cả nhà mắt đã tăng vọt lên gấp đôi, ngoài trừ thanh phi kiếm bá hạ đang quay chung quanh tại bên cạnh Diệp Thiên ra thì 8 thanh phi kiếm Tù Ngưu, Gia Tử, Gia Phong, Bồ Lão, Toàn Nghê, Bệ Ngạn, Lý Vẫn, Phụ Hí còn lại đây là bộc phát ra tốc độ so với trước đó càng nhanh lên gấp đôi. Tại bên trong không gian xuyên tới xuyên lui, kiếm quang lạnh thấu xương làm cho 7 vị thánh nhân của Yêu Hoàng Điện khổ sở không thể tả. Hai người có tu vi hơi yếu, trên thân đã hiện ra chi chít vết máu, vết kiếm nhìn thấy mà giật mình. Khốn kiếp! Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt trầm ngưng, hắn thật sự không ngờ tới tổng cộng 8 vị thánh nhân kể cả hắn của Yêu Hoàng Điện cùng nhau xuất thủ, hiện tại lại bị Diệp Thiên, một kẻ tu vi chỉ là thành phẩm nguyên anh, bằng sức một mình ngăn lại, hơn nữa còn trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nhìn xem Diệp Thiên cả người bao trùm bên trong ngọn lửa vàng, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Hắn lập thệ tuyệt đối không thể để kẻ này triệt để trưởng thành, nếu không một đại địch tiềm lực vô hạn như thế này so với hoàng đế càng đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Tín niệm trong lòng hắn vô cùng kiên định, sát ý ngút trời cùng sự phẫn nộ trước đây trong cho mắt biến mất không còn tung tích. Trên gương mặt của hắn không vui không buồn, không còn một chút tia gợn sóng nào. Sau đó hắn khẽ giơ con tay đột nhiên đè xuống về phía trước mặt Diệp Thiên. Sau người hắn, thánh tự yêu hoàng cực lớn kia cũng di chuyển theo động tác của hắn, năm ngón tay tựa như lồng giam thiên lao từ dưới trời ập xuống. Yêu hoàng tù thiên thủ, bàn tay to đen kịt che khuất bầu trời, đem không gian xé nát, vắt ngang đại địa
không nhìn thấy điểm cuối cùng của năm ngón tay, tựa như hình thành một cái lồng giam sâu không thấy đáy. Dịch Thiên ở phía dưới nó, nó đã vẽ nhỏ bé, dường như chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức liền có thể tùy tiện bị nghiền nát. Nhưng ngay tại một khắc bàn tay khổng lồ này rơi xuống, trong mắt Diệp Thiên chợt bùng lên một luồng ý chí chiến đấu ngất trời. Wow! Kỳ Lân cùng Thanh Long, hai đạo hư ảnh thần thú hiện ra giữa không trung, bỗng nhiên đâm vào phía trên bàn tay to màu đen kia. Cho dù rằng cả hai hư ảnh ở trước và sau đó vẫn lộ ra 10 phần bất lực, nhưng bàn tay to màu đen kia cuối cùng vẫn bị sự va chạm của cả hai hư ảnh ngăn cản lại trong một chớp mắt. Ngay sau đó, Diệp Tiên hai mắt híp lại, năm ngón tay khẽ nhất hướng về hai đạo hư ảnh thần thú nhẹ nhàng vỗ tới. Kim sắc hỏa diễm cùng luồng phong mang màu xanh hợp hai làm một, bắt đầu hội tụ hướng về lòng bàn tay của Diệp Tiên. Trước đây, Diệp Tiên lấy phong lôi chi lực ngưng tụ thành Long Hổ Phong Lôi Chấn. Sau đó lại lấy băng hỏa chi lực ngưng tụ thành Băng Hỏa Thiên Cương Chùy. Mà bây giờ anh đang chuẩn bị điều động lực lượng phong hỏa ngưng tụ thành một sát chiêu mới. Gió cùng lửa vốn là tương sinh tương khắc. Gió mạnh lửa yếu thì lửa dịch, mà gió yếu hỏa mạnh thì lửa thịt. Và khi cả hai đã đạt đến trạng thái cực kỳ cân bằng, đây là tình trạng phi thường cường hãn, liền sẽ làm cho thế lửa liên miên tuôn trào vô cùng vô tận, bộc phát ra uy năng kinh thiên. Chỉ thấy hai cổ năng lượng màu vàng cùng màu xanh hội tụ tại trong lòng bàn tay Diệp Thiên. Ngay sau đó, Diệp Thiên chỉ là nhẹ nhàng phất một cái thì một ngọn lửa mấy ngàn mét từ trong lòng bàn tay anh phóng ra, đánh thẳng vào trên bàn tay to màu đen kia. Bàn tay to màu đen khổng lồ chừng 10 vạn mét, mà ngọn lửa hai màu vàng xanh này lại vén vẹn chỉ có mấy ngàn mét. Cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc, thế nhưng những nơi có bàn tay to màu đen bị ngọn lửa này xẹt qua là đột nhiên biến mất, không có bất kỳ báo hiệu, dấu hiệu báo trước gì, như là bị bốc hơi vào không gian hư vô. Đông Hoàng Thái Nhất cũng phát giác được một tia dị dạng, hắn cũng chưa kịp phản ứng thì tiếng quát khẽ của Diệp Thiên lại đã truyền đến. Lực lượng phong hỏa, linh diễm phong thể. Theo tiếng quát khẽ của Diệp Thiên rơi xuống, ngọn lửa dài mấy ngàn mét kia đột nhiên phun ra kim sắc hỏa diễm đầy trời. Ngay sau đó, hỏa diễm hóa thành một làn sóng lửa càng quét khắp phương viên 10 vạn mét. Cơn gió lốc màu xanh cũng đánh tới. Tại dưới cơn cuồng phong này, làn sóng lửa đầy trời kia bắt đầu vươn thẳng lên hư thiên, điên cuồng xoay tròn. Trực tiếp, trong một cái chớp mắt, trên bầu trời lập tức hiện ra một trận cuồng phong kim sắc hỏa diễm rộng chừng 10 vạn mét, cao lớn mấy ngàn trượng. Những nơi nó đi qua dễ như trở bàn tay, vạn vật đều tịch diệt, bị thiêu đốt thành hư vô. Bàn tay lớn màu đen mặc dù cũng che khuất bầu trời vô cùng đáng sợ, nhưng ở dưới sự xung kích cố trận cuồng phong kim sắc hỏa diễm này chỉ là tồn tại không đến mấy chục giây rồi bắt đầu tan rã từ trong ra ngoài. Từng đạo hắc khí chỉ là vừa mới chạm phải kim sắc hỏa diễm lập tức bị thôn phệ điên cuồng. Cả hai giằng co lẫn nhau gần như là thế cục thiên về một phía, bị trận cuồng phong kim sắc hỏa diễm đơn phương nghiền ép. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy vậy được chứ? Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt đột ngột đông cứng lại. Ngay tại trong ánh mắt khó có thể tin của hắn, bàn tay lớn màu đen nổ tung giữa trời, tiêu tán vào trong hư vô. Mà tại phía trước, Diệp Thiên sừng sững ở sâu trong trung tâm trận cuồng phong hỏa diễm, mái tóc màu đen điên cuồng bay múa, hai mắt lóe ra thần mang điện thiểm, tựa như chúa tể của hỏa diễm quan sát thiên cung. Đông Hoàng Thái Nhất, dưới chiêu thức này của ta, cho dù là tuyệt phẩm thánh nhân cũng khó thể ngăn cản. Không nên lãng phí thời gian nữa, vận dụng chiêu số áp đáy hòm của ngươi đi. Nghe được lời nói mang theo sự cuồng ngạo của Diệp Thiên, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt càng chìm xuống, trong lòng đã sớm nảy sinh một dự cảm không lành. Bây giờ hai người ở chỗ này kịch chiến, lực lượng chấn động tất nhiên đã hấp dẫn vô số cường giả bên trong tám tinh đầm. Những người này tất nhiên sẽ cho là nơi đây có gì bảo hiện thế kinh người nào đó, sẽ nhau nhau kể đến nơi này. Tại trong cảm nhận của hắn cũng đã có hơn 10 vị thánh nhân bắt đầu hướng về phương này tới gần. Mà giờ khắc này lực lượng cường tuyệt của Diệp Thiên tuyệt đối không thấp hơn đối với hắn. Hắn muốn đánh bại Diệp Thiên liền cần phải xuất ra toàn lực, không thể lưu thủ.
Nhưng nếu cứ như vậy, hắn sẽ bị bại lộ rất nhiều át chủ bài của mình, nếu là bị người hữu tâm để ý tới, điều này sẽ cực kỳ bất lợi cho cuộc chiến tranh giành trên bão sau này. Mà hiện tại lúc này tâm hắn đang xoắn xuýt, có mấy thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên trời phương xa. Những thân ảnh này tổng cộng có 10 người, trong đó có 9 người, mỗi một người đều mặc đạo bào luyện đan, duy chỉ có một người ở giữa mặc một thân nho sam, nhìn qua khí khái ung dung, tự nhiên thiên thành. Nhìn đám người vừa tới, Đông Hoàng Thái Nhất lúc này ánh mắt ngưng tụ. Cửu tử đan thần sao? Còn có đan thần cốc chủ. Người có đan thần cốc đã đến. Diệp Thiên cũng tại lúc này hướng mắt nhìn lại. Bên trong cửu tử đan thần có một người vừa nhìn đến, cùng Diệp Thiên bốn mắt nhìn nhau. Chỉ là trong một nháy mắt, đằng sau ánh mắt đó chính là hóa thành oán độc cùng cừu hận, sát ý bắn ra. Là ngươi. Người này chính là đệ tử ta. Chính là đệ tam trưởng lão, đan thần cấp, đan thần tử. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, sự phẫn nộ trong mắt như muốn phun ra lửa. Tiểu tử, nghĩ không ra, sẽ tại bên trong tán tiên đầm này gặp được ngươi. Hôm nay, cường giả đan thần cấp, chúng ta tụ hội, nhất định phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Còn hai clip nữa, để mai nha. Không kịp nữa rồi, 8 giờ mấy rồi. Nếu mà bây giờ dịch mà xong hai clip đó, 1 giờ sáng, dịch xong đó nha, chưa thu á. Cứ mỗi clip là dịch cũng phải là gần 2 tiếng.